Xin chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi chương trình Phan Đăng Hỏi Chuyện trên kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng. Thưa quý vị, khi mà xem kênh YouTube của chúng tôi đó, đặc biệt là khi chúng tôi giới thiệu những cuốn sách mà ở đó chúng tôi nói rằng có những cuốn sách thay đổi một cuộc đời, có những cuốn sách thay đổi nhiều cuộc đời và nhiều số phận, thì có một bác khán giả đã liên lạc với chúng tôi. Và bác có nói rằng cuộc đời của bác đó cũng đã có những cuốn sách như thế. Và bác rất là sẵn lòng để mà chia sẻ về những khoảnh khắc mà từ trang sách đi ra trang đời, bác đã thay đổi cuộc đời mình, bác đã thay đổi con người mình. Phải nói rằng là khi nghe bác chia sẻ những điều đó, chúng tôi rất là xúc động. Và cá nhân tôi thì nghĩ rằng câu chuyện của bác đó có ý nghĩa rất là đặc biệt, không chỉ với bác mà có thể còn có ý nghĩa tham khảo bổ ích với rất nhiều những quý vị khán giả trẻ đang đi những bước đi trong hành trình kiến tạo cuộc đời mình. Cháu xin chào bác Vũ Mạnh Tiến đã nhận lời tham gia chương trình Phan Đăng Hỏi Chuyện ngày hôm nay ạ. Chào Phan Đăng. Dạ. Bác Vũ Mạnh Tiến thì không muốn nói nhiều về mình, cho nên là chúng tôi chỉ xin giới thiệu một câu rất ngắn thôi. Hiện nay bác đang là chủ của một doanh nghiệp. Nhưng mà cháu thì muốn trở về với cái buổi mà lần đầu tiên hai bác cháu mình gặp nhau đó. Thì hôm đó bác Tiến có kể với cháu về những cuốn sách mà làm thay đổi cuộc đời của bác. Mà cháu vẫn cứ nhớ mãi cuốn sách đầu tiên đó là một tập thơ. Okay. Bác có thể chia sẻ gì về tập thơ đó được không ạ? Trước hết là xin chào Phan Đăng và kính chào quý vị khán giả. Hiện nay đang là mùa xuân ở Hà Nội. Dạ. Nên là nhân dịp xuân về thì cũng chúc cho nhà báo Phan Đăng, dạ, cũng như toàn thể quý khán thính giả đang xem chương trình có một cái sức khỏe, dạ, về thể chất thì dồi dào, dạ, tinh thần thì là tươi mát. Dạ. Đầy năng lượng như là hoa cỏ mùa xuân. Cháu cảm ơn bác. Và mùa xuân, hoa cỏ mùa xuân, cho nên là cháu phải hỏi ngay về cái tập thơ mà làm thay đổi bác thời trẻ được không ạ? Đúng rồi. À, đó chính là tập thơ Lá Cỏ. Nà. Của nhà xuất bản Văn Học. Bác đọc những cái năm đó là năm cuối là sinh viên. Lúc ấy đang là sinh viên Đại học Bách Khoa. Lúc đấy năm 1981. Đại học Bách Khoa tức là bác học ngành gì ạ? Mình học ngành luyện kim. Ngành luyện kim. Nhưng mà một sinh viên luyện kim mà đọc thơ thì nghe nó có vẻ như là hơi bất ngờ đúng không ạ? Hay là thời đó là thơ ca cũng phổ biến lắm? Thật ra lúc đó thì sách nó không như bây giờ. Dạ. Sách lúc đấy là cũng rất là ít, thông tin rất là ít, rất là hiếm. Dạ. Cho nên những cái cuốn sách ra lúc đấy là đều, những cuốn sách nào ra mới đều, dạ, là một năm nó ra ít. Yeah. Thế và nếu sinh viên lúc đấy là hay đọc nhiều, bác thích đọc sách. Cho nên là tình cờ thôi thì có được cuốn tập thơ Lá Cỏ. Đấy, thì mình cứ đọc thôi. Thấy nó lạ, cái tiêu đề nó cũng lạ. Đấy là một tập thơ của nước ngoài đúng không ạ? Đây là tập thơ của Mỹ. Của Mỹ. Được nhà xuất bản Văn Học xuất bản năm 1981. Dạ. Tác giả là nhà thơ Whitman của Mỹ. Dạ. Thế và dịch giả là có hai người, lúc đấy là Vũ Cẩn, nè, dịch ở phần đầu, và Đào Xuân Quý dịch ở phần hai. Nhưng mà một tập thơ nước ngoài mà sau này bây giờ bác Tiến nhìn lại đó mà coi nó như một cuốn sách của cuộc đời mình ấy, thì chứng tỏ là có những cái điều gì đấy rất là lạ trong tập thơ đấy, làm chấn động cái cậu sinh viên Vũ Mạnh Tiến thời đó. Chính xác. Dạ. Bác có thể chia sẻ được không ạ? Thật ra thì tập thơ Lá Cỏ đến với mình ấy là nó gây nên một cái rất là chấn động đối với bác. Dạ. Trong những năm tháng đó ở mấy điểm. Điểm thứ nhất ấy là cái hình thức của nó. Dạ. Tức là những năm 81, tức là cách đây khoảng hơn 40 năm rồi. Dạ. Là lần đầu tiên mình tiếp xúc với cái thơ gọi là thể thơ tự do. Tức là mình đọc một cái quyển ghi rõ là thơ và nhà thơ, nhưng lại cũng như là một cuốn truyện. Như văn xuôi. Như văn xuôi. Dạ. Hay là
Cái đấy là mình lúc đấy cũng thấy rất là tò mò và rất là lạ. Thứ hai nữa là những cái hệ tư tưởng và cái cách thức hành văn, rồi đặc biệt là cái hệ tư tưởng ở trong đó thì nó tác động, nó làm thay đổi rất lớn về cái suy nghĩ của mình. Cụ thể như thế nào ạ? Cụ thể thì trong cái tác phẩm Lá Cỏ của nhà thơ Whitman, tác phẩm này thật ra được viết từ rất lâu rồi. Tức là đã cách đây khoảng 170 năm. Tức là ra đời của tác phẩm Lá Cỏ là năm 1855. Thế kỷ 19. Dạ. Thế kỷ 19, năm 1855. Và Lá Cỏ lúc đấy thì cũng đã được coi như là một cái tác phẩm mà nó giống như là linh hồn của nước Mỹ. Nhà thơ Whitman lúc đấy viết tác phẩm này ra là cũng gây chấn động nước Mỹ. Và nước Mỹ thì lúc đấy thì đang cần một cái giống như là một cái định hướng về hệ tư tưởng để cho của những cái con người đi xây một nước Mỹ mới. Thì nhà thơ Whitman chính là người mở đường. Và sau này cái hệ tư tưởng này nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến cái thế hệ sau này. Dạ. Cái tập thơ này thì nó gồm có hàng trăm bài thơ. Đấy. Nó rất là dài. Đấy, nhưng mà những cái mà nó tác động đến bác còn nhớ lại. Dạ. Thì nó gồm có hai cái bài thơ mà bác vẫn nhớ đến bây giờ. Đấy. Là cái bài thơ thứ nhất ấy là nói đến cái cách gọi là suy nghĩ về thế giới và sự vật. Thì nó bắt đầu bằng những câu như thế này. Thế là bạn là hãy thôi tiếp thu sự vật qua hai ba lần tay kẻ khác, thôi nhìn qua mắt người đã chết, thôi sống với những bóng ma trong sách. Bạn không nhìn bằng mắt tôi, cũng không tiếp thu sự vật từ tôi. Bạn hãy lắng nghe mọi phía và chắt lọc sự vật qua chính bạn. Đấy là một cái đoạn thơ. Thế nếu mà nghĩ bình thường nó chẳng phải là thơ. Nó giống như dạng một câu triết học gì đâu. Nhưng nó lại để lại cho bác rất là nhiều suy nghĩ. Về một cái hướng nhìn nhận và cái cách thức để nhìn nhận các sự vật một cách khách quan, một cách mỗi cá nhân đều phải nâng cao cái nhận biết của mình và cái tính tự chủ độc lập của mỗi cá nhân khi quan sát các cái sự vật. Đấy. Thế đấy là một cái câu thơ, đoạn thơ về có thể gọi là nhân sinh quan nhìn thế giới. Còn một đoạn thơ nữa mà bác cũng nhớ là Whitman thì có nói về mong muốn là những con người mới sẽ như thế nào. Đấy. Thì ông ấy có một cái đoạn thơ như thế này. Tức là tôi nghĩ tôi có thể quay về sống cùng muông thú. Chúng rất thản nhiên và tự chủ. Tôi đứng nhìn không chán mắt hồi lâu. Chúng không đổ mồ hôi, không than thân trách phận. Chúng không làm tôi phát ốm vì những tranh luận về bổn phận phải hoàn thành với Chúa. Không con nào bất mãn, không con nào hóa rồ vì tham chiếm của riêng. Không con nào quỳ lạy con nào, hoặc quỳ lạy một con cùng loài đã sống từ hàng nghìn năm trước. Không con nào đáng tôn sùng hay đáng phải khốn khổ trên toàn cầu. Như thế, chúng có họ hàng với tôi và tôi công nhận chúng. Thế như vậy là hai cái đoạn thơ này là những cái mà nó cứ đi theo bác suốt bao nhiêu năm, để nó giống như là tạo thành một cái nhân sinh quan đối với mình, nhìn thế giới và nhìn nhận con người. Và ở đây nhà thơ Whitman là muốn là đấy những con người mới
nó sẽ mình đọc cái đoạn 2 của nó là mình thấy có rất nhiều mình ở trong đấy. Đấy, ví dụ như là không trằn trọc thâu đêm khóc tội lỗi của mình. Đấy. Hoặc là không con nào quỳ lạy con nào, hoặc quỳ lạy một con cùng loài sống từ hàng nghìn năm trước, và không con nào bất mãn, không con nào bất mãn, không con nào hóa rồ vì tham chiếm của riêng. Dạ. Tức là Quyết Man đã tổng kết rất nhiều những cái đặc điểm, đặc tính của con người đấy. Và ông ấy mượn cái loài muông thú thôi. Dạ. Để ông mong muốn là trong một cái thế giới mới, có những con người mới đi xây dựng một thế giới mới tử tế với nhau, công bằng, tử tế với nhau, ngang bằng nhau đấy. Cháu thấy rằng là đấy là những cái câu thơ mà khắc chạm một cái mơ ước, một cái mơ ước về một cái con người mới. Và lúc nào nhân loại cũng mơ ước sẽ có một cái thế hệ mới như vậy. Những mơ ước rất là đẹp, rất là thuần khiết. Khi mà bác Tiến đọc đến cái đoạn là đoạn 1, bài đầu tiên ấy, là người ta phải nhìn bằng góc nhìn của mình chứ không nhìn bằng góc nhìn của người khác, thì cháu chợt có một cái ý nghĩ là thật ra thời thế hệ của bác Tiến ấy, cháu đương nhiên là không được sống trong thời đấy rồi, nhưng mà cháu nghe nói đấy là một thế hệ của tập thể. Hình như người ta phải nghĩ theo tập thể, người ta phải sống theo tập thể, mà ai mà chỉ khác tập thể một chút thôi là nguy hiểm đấy. Thế trong một cái thế hệ mà cái chủ nghĩa tập thể nó rất là mạnh mẽ, thì những cái vần thơ đấy dội vào não trạng của một cái chàng sinh viên mới lớn. Cháu hình dung như thế và nó tạo ra chấn động rất ghê gớm. Có đúng không ạ? Chính xác như vậy. Quyết Man trong tập thơ tuy là hàng trăm bài, nhưng mà Quyết Man luôn 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 đặt mình giống như là trung tâm, và lúc nào cũng có con mắt nhìn với lại toàn nước Mỹ, toàn cầu luôn. Mà ông coi là thế giới này tất cả mọi thứ là đã được tạo hóa sinh ra thì đều rất đẹp và đều ngang bằng với nhau hết. Phải ngang bằng, đấy, ngang bằng với nhau hết. Không ai và ai cả. Đấy, nó giống như là ông ca ngợi giống như là một cái khu rừng. Trong đó thì có những cây cổ thụ, những cây dây leo, muôn vàn loại hoa, muôn vàn muông thú, rồi thì thảm cỏ. Và ông đã nhận là mình là lá cỏ, tức là thảm cỏ là cái thấp nhất trong khu rừng. Đấy. Xong rồi ông lại nhận mình là lá cỏ và lấy tên đặt cho tập thơ này. Đấy. Thì nó là rất là khiêm tốn. Nhưng trong cái khiêm tốn ấy thì ông lại luôn có một cái là ông ví lá cỏ là một lá cỏ cũng giá trị như là vòng quay của những tinh cầu, không khác gì nhau. Và mặc dù là lá cỏ nhưng lá cỏ cũng được hiện hữu như cổ thụ. Đấy, như nhau. Đấy. Và ông còn tự hào rằng là lá cỏ lại là cái mà có sức sống mạnh nhất. Ở đâu có sự sống là ở đó có cỏ. Đấy. Và ông còn nhận mình là một lá cỏ. Và ông khiêm tốn mà ông cũng nói rằng là nếu bạn muốn gặp tôi thì xin hãy nhìn xuống gót giày của bạn. Tôi sẽ ở đó. Lá cỏ mà. Lá cỏ. Cháu thế nhưng mà ông lại có một niềm tự hào. Đấy là lá cỏ thì giá sức sống là nhất. Thứ hai nữa là giá trị ngang với vòng quay. Có một niềm tự hào cá nhân trong đó rất là lớn. Cháu thì chưa đọc tập thơ này. Nhưng mà hôm nay nghe bác kể đó thì cháu phải về tìm đọc ngay lập tức. Cũng nhân về cái việc mà bác Tiến nói về một tập thơ làm chấn động một cái chàng sinh viên của mấy chục năm về trước, thì bây giờ cháu mời bác lặng lòng một chút để hai bác cháu cùng nghe vài tiếng chuông. Biết đâu đấy những tiếng chuông này sẽ đưa chúng ta về gặp một cái lá cỏ nào đó trong một cái bến bờ tâm tưởng của chúng ta. Dạ, cháu xin mời bác ạ.
Bác Tiến thì vừa chia sẻ về một cuốn sách làm chấn động một thời tuổi trẻ, là một tập thơ Lá Cỏ. Và sau cái cuốn sách đầu tiên đó thì đến khi nào bác lại gặp những cái cuốn sách làm chấn động cuộc đời mình? Bác nói một chút về cái tiếng chuông. Dạ, cháu rất sẵn lòng ạ. Xin mời bác. Thật ra cái tiếng chuông mà Phan đang đánh lên ấy, dạ, thì nó làm thức tỉnh cho bác những cái nhớ lại những cái hồi ức về những cái năm tháng mà mình đọc những cái cuốn sách này. Đặc biệt là mình nhớ đến những cái tác giả cuốn sách. Ví dụ như tác giả Whitman, nhà thơ Mỹ mà cách đây 200 năm. Thế thì những cái người sau đó thì với một tự nhiên mình thấy là ông ấy giống như một người thầy của mình mà mình lại chưa bao giờ gặp, không biết, chưa bao giờ gặp. Thế nhưng mà ông thầy đấy lại chỉ cho mình con đường sáng, chỉ cho mình lối suy nghĩ dẫn dắt cuộc đời mình đến những cái tốt đẹp và thành công. Thì mình, những cái tiếng chuông bây giờ mình muốn đáp lại những cái người thầy đó. Không làm nào để trả ơn được. Đấy, thì có một cái lòng gọi là rất là biết ơn với những tác giả của những cuốn sách, thế rồi những người dịch giả đã dịch những cuốn sách ra, rồi thì các nhà xuất bản, những người phát hành sách. Vì nhờ có tất cả những cái đó thì mới mang đến cho mình được một cái lối suy nghĩ, cái hệ tư tưởng này. Mà tất cả những điều đó thì mình không biết họ là ai cả, chưa gặp bao giờ. Hy vọng là qua tiếng chuông này thì bác gửi cái lòng biết ơn của mình vào không gian, vào vũ trụ. Và cháu nghĩ rằng là những cái năng lượng mà chúng ta tỏa vào vũ trụ một cách tích cực đó, với tất cả những cái lòng nhiệt thành sâu thẳm của chúng ta, thì ở đâu đó người cần nhận sẽ nhận được. Cũng rất là hy vọng như vậy. Trước đây là bác có nhớ, trong trường hợp này bác nhớ đến một cái câu thơ của nhà thơ Tagore. Cái câu thơ như này là: bông hoa hỏi nhỏ mặt trời, mặt trời ơi, ta có thể tôn thờ và ca ngợi người bằng cách nào đây? Mặt trời trả lời: bằng sự im lặng của lòng trắng, trong trắng. Tức là bông hoa nó rất biết rằng là nếu không có ánh mặt trời nó không thể tồn tại, nó rất biết ơn mặt trời, nó muốn trả ơn. Nhưng mà quá xa cách và không thể làm thế nào. Đấy là cái người trực tiếp nuôi sống mình, vậy mà mình còn không thể trả ơn, mà chỉ bằng sự im lặng và lòng trong trắng thôi. Sự im lặng và lòng trong trắng, đấy đã là một cái sự trả ơn rồi đấy. Đấy. Thế bác muốn nói thêm là về cái nhân sinh quan này, trở lại về cái tập Lá Cỏ này. Đấy. Là đấy, tức là bạn, tức là ông Whitman dạy là bạn thôi tiếp thu sự vật qua 2-3 lần tay khẽ khác. Thôi nhìn qua mắt người đã chết. Đấy. Thôi sống với những bóng ma trong sách. Đấy. Bạn không nhìn bằng mắt tôi. Đấy. Không tiếp thu sự vật từ tôi. Bạn hãy lắng nghe mọi phía và chắt lọc sự vật qua chính bạn. Thì bác luôn luôn cố gắng để áp dụng cái điều đó. Thì bác nhớ cái lần đầu tiên là bác áp dụng cái lối tư duy đó. Chính là ở Việt Nam mình đang cũng biết là nó cái ngày xấu, ngày tốt rất là nhiều ở Việt Nam mình. Hay là ngày giữ. Hay là ngày giữ, chỗ đi ngày 7, chỗ về ngày 3. Mùng 5, 14, 23. Đi chơi cũng lỗ, nữa là đi buôn. Đấy. Thế thì bất cứ một cái việc gì đấy, là cũng đều xem ngày chọn ngày. Thế thì bác cũng suy nghĩ về việc này. Sau một lần thì đi qua sân bay, thì mình nhìn thấy các chuyến bay cứ bay lên bay xuống bình thường. Thế từ đó mình suy nghĩ là một cái máy bay nó hàng nghìn tỷ, trên máy bay lại chở hàng mấy trăm người.
mà họ bay họ đâu có tính gì ngày tốt ngày xấu. Cứ đến giờ là bay. Cứ đến giờ là bay. Đấy, điều kiện thời tiết cho phép là bay, từ khắp các nước bay đến và từ Việt Nam bay đi. Đấy. Thế trong khi đó, hôm nay mình làm một cái bếp hay là mình mua một cái xe máy hay gì là mình xem ngày. Đấy. Tức là những cái việc của mình nó vô cùng nhỏ. Đấy. Thì mình lại quá là cẩn thận và mình sợ. Đấy. Sau đó thì nếu bây giờ mình lại suy nghĩ tiếp rằng là vì ông ấy dặn rằng là bạn hãy lắng nghe mọi phía, chắt lọc sự vật qua chính bác. Thế bác lại theo cái hướng đó, thì bác lại nghĩ là thế nếu bây giờ bảo, ai bảo hôm nay là ngày xấu? Thì chắc chắn là thầy bảo. Sao nếu gặp thầy bảo thì bảo, tại sao thầy bảo hôm nay là ngày xấu? Thì thầy bảo thầy xem sách. Thế thì sách này thì ai viết? Thì sẽ không biết ai viết cả, người ta truyền lại như thế thôi. Dân gian truyền thế, lại. Và lấy gì để chứng minh hôm nay là ngày xấu? Chắc chắn không có. Thế thì như vậy tức là chúng ta có những cái nỗi sợ mơ hồ. Và cái nỗi sợ này nó ám ảnh, không từng cá nhân. Và nhiều khi nó rất là cản trở trong cuộc sống. Vâng, người ta phải sống bằng tư duy của mình, thay vì tư duy theo cách tư duy của người khác. Sợ mơ hồ, sợ bóng, sợ gió. Thì bác Tiến thấy điều này trên thực tế ở Việt Nam mình đi, có một cái dẫn chứng nào thể hiện rất rõ cái điều đó không? Ở Việt Nam thì bác thấy là hay sợ con số 13, kiêng con số 13. Vì bác đã từng ở cái khu đô thị gọi là hiện đại như Shibuya. Không dám để tầng 13. Không để tầng 13. Phải ghi tầng 11, tầng 12, xong đến 12A. Đấy, xong lên kia. Đến các khu đô thị của Vinhome. Thì con gái bác cho Vinhome Tân Cảng. Cũng như thế, tức là đến tầng 11, 12, rồi 12A. Không dám đi con số 13. Mà không phải riêng Việt Nam. Đấy, mà nhiều nước thế mà. Nhiều nước. Trung Quốc đi sang, bác cũng ngạc nhiên là Trung Quốc rất sợ con số 4. Là số tử. Mình đi sang, mình thấy tầng 1, tầng 2, tầng 3, xong lên tầng 5. À, họ bỏ được tầng 1. Thì ở đây là những cái nỗi sợ như vậy. Thì nhiều khi là nó ám ảnh. Nó ám ảnh mọi người. Nó giống như là làm đám cưới. Hôm nay mà thầy phán hôm nay người xấu không dám cưới. À, hay là tuổi không hợp. Ui sợ. Không dám cưới được rất nhiều cả. Thế thì những cái nỗi sợ như thế. Bác nhớ Tagore có một câu thơ về nói về tự do. Tự do là tiêu diệt con ma sợ, ám ảnh người trong những cơn mê hoặc. Thì cái người, một trong những cái mà giống như nước ta gọi là phát triển từ nền văn minh lúa nước rồi thì các thứ là con người sợ, sợ thánh thần, sợ ngày xấu tốt, thì sợ đủ thứ. Thế nhưng mà có một cái doanh nghiệp, vì bác là chuyên dịch vọng hậu hiện nay, thì bác thấy là có một doanh nghiệp trong nước không sợ gì cả. Đó chính là FPT, FPT, doanh nghiệp FPT. Họ có tầng 13. FPT là, bác nhớ là ngay thành lập, họ lấy là ngày 13. Hình như là ngày 13 tháng 9 năm 88. Sau đó lúc đấy là hội đồng quản trị ban đầu là có 13 thành viên. Và đến bây giờ cái tòa nhà rất là đẹp lớn của FPT thì lại dành tầng 13 cho tất cả các lãnh đạo ở tầng 13. Thì tuy nó chỉ là những con số, nhưng theo bác hiểu là ở đây là rất dũng cảm. Đó, từ một tập thơ thôi, một cái ý thơ thôi, nó tác động đến nhân sinh quan của mình và nó thay đổi trực tiếp những cái điều diễn ra trong hàng ngày của mình đây này. Và đấy là một cái ý nghĩa rất lớn mà tập thơ Lá Cỏ đã tác động lên bác Tiến. Lúc đầu chương trình thì cháu có giới thiệu là có không chỉ một cuốn sách mà còn có những cuốn sách khác nữa. Thì cháu nghĩ rằng là nhiều khán giả cũng đang tò mò lắm. Sau tập Lá Cỏ thì một cuốn sách như thế nào lại tiếp tục làm chấn động? Những cái năm đó là vào những năm
những năm khoảng 1990 ấy, dạ, là những năm tháng đó là Việt Nam đời sống kinh tế rất là khó khăn. Nghèo đúng không ạ? Rất là nghèo. Dạ. Đấy, rất Bác là Tiến ở đây cũng nghèo. Nghèo lắm. Đấy, nghèo lắm. À, mình nói Phan Đăng như thế này là lúc ấy là đám cưới của mình, dạ, là đôi giày là đi mượn của một bạn. À, áo sơ mi đi mượn của một bạn. Cái bộ com lê mượn một người. Đấy. Tức là mượn ba người. Cái ca vát mượn một người. À là bốn người. Đấy. Như vậy là, và bây giờ nhìn lại những cái ảnh ấy là thấy là gọi là nó không phải là của mình đi mượn đâu. Đó là cho một người đó. Dạ. Đấy. Lúc đấy vô cùng khó khăn tất cả nước luôn. Dạ. Nó gọi là này có cái câu mà gọi là một yêu đấy, một yêu anh có may ô. Hai yêu anh có cá khô ăn dần. Dạ. Ba yêu rửa mặt bằng khăn. Bây giờ không thể tưởng tượng được. Đó. Dạ. Cái áo may ô cũng bán phân phối mà. Dạ. Thế rồi thì cái khăn mặt rửa, khăn rách đó, không có. Ừ. Cho nên cái ai thì... có mấy khăn lành để rửa là... Là cả vấn đề. Là người tình trong mộng của các cô chính gái. Chính xác. Đấy. Đấy, và rất nhiều vấn đề. Đấy. Hoặc là những cái xe đạp bác đi ngày đó. Thì mọi người phải hình dung là ví dụ như là cái lốp xe đạp mà bác đi mòn ấy, là đạp xe từ dưới nhà máy mà mình lúc ấy mình là kỹ sư rồi, mang cái lốp đi lên tận khoảng 60 cây số lên tận nhà máy cao su Sao Vàng để cho họ đắp lại lên cái lốp cũ. Ôi dồi ôi. Vì cái lốp cũng là từ cái xích cái lip cái lốp là đều bán gọi là phân phối ấy. Nó sợ lắm. Nói chung là cả xã hội nghèo. Cả xã hội nghèo. À. Thì lúc đấy nó làm cho cái bức xúc của mọi người là rất suy nghĩ là làm thế nào để vượt qua cái nỗi khó khăn, gian khổ đó. Thế thì không phải riêng mỗi cá nhân mà cả đất nước cũng chăn trở. Thì đến năm 1990 là bắt đầu là nhà nước bắt đầu là có những cái đổi mới rất mạnh mẽ. Đấy, trong đó có cái luật doanh nghiệp ra đời, cho phép tư nhân bắt đầu là làm kinh tế. Được làm kinh tế. Đấy. Thế thì lúc đấy thì bắt đầu là có một cái làn sóng về nói đến chuyện gọi là kinh doanh, nói đến chuyện làm giàu. Làm giàu. Đấy. Và Việt Nam lúc đấy thì hoàn toàn mới mẻ cho nên toàn bộ các sách là dịch. Phần lớn là dịch từ sách Mỹ. Đấy. Vì Mỹ thì lại là nền kinh tế thị trường lúc dịch đấy về cách rất lớn. À. Các sách về làm giàu. À. Đấy. Thế trong đó thì lúc đấy là bác Tiến cũng trong cái làn sóng đó là mình cứ chăn trở băn khoăn lắm, làm là gọi là thoát nghèo. Thì lúc đó là mới tìm đến những quyển sách như thế này. Đây là đây gọi là cuốn Quyết Chí Làm Giàu. Quyết Chí Làm Giàu. À, Quyết Chí Làm Giàu. Tức là cuốn sách này của bác là từ thời ngày xưa bác giữ lại đây đúng không ạ? Từ năm 93 thì phải. Cũng từ năm 93. À. Lúc đấy. Ồ, mà cháu thấy là bác còn đọc, bác còn đây, gạch chi chít, vâng, gạch chân chi chít, đọc biết bao nhiêu lần. Thì cuốn sách này làm thay đổi bác. Làm thay đổi rất rất lớn. Như thế nào ạ, cụ thể? À, cái bước này là khi đọc đến cái cuốn sách này thì là lúc đấy là bác đang là kỹ sư ở dưới nhà máy. Nhà máy ở đâu ạ? Nhà máy, là bác là... Lúc đấy bác làm ở phòng thí nghiệm kim loại ở nhà máy nhiệt điện Phả Lại. À, dạ. Ở dưới Hải Hưng. À. Thế thì mình đọc những cái cuốn sách này. Mình đọc lúc đấy là nó lạ lắm. Vì cũng giống như lá cỏ. Yeah. Đấy là nó đưa một cái hệ thống. Vì cuốn sách này bắt đầu là lần đầu tiên mình được xem một cái cuốn sách. Yeah. Nói đến về chuyện người giàu suy nghĩ thế nào, người nghèo suy nghĩ thế nào. Tại sao lại giàu, tại sao lại nghèo, và muốn là không nghèo nữa thì phải làm thế nào. Dạy, vừa phân tích vừa dạy cái cách thức. Đấy. Tức là cái bừng suy nghĩ. Luôn đấy. Trước đây là chưa bao giờ bác nghĩ đến. Chưa bao giờ nghĩ. Đấy, chỉ biết là mình muốn thoát nghèo. Đấy. Nhưng không biết là sẽ làm cái gì, làm thế để nào, suy nghĩ ra sao. Bởi vì suốt cái thời gian mình lớn lên trong chế cái cơ chế bao cơ chế bao cấp. Đấy. Cho nên là không ai nói được về những cái này. Thì khi mình đọc những cái cuốn sách này là bắt đầu là nó cũng làm cho mình gọi là xáo trộn rất lớn. Trong đó có một cái, bác nhớ có một cái buổi đêm hôm đấy mình ngồi mình đọc. Trong này
thì ông Napoleon Hill này, ông ấy dặn rằng là, ông ấy dạy rằng là bạn không được mong ước làm giàu một cách chung chung. Bây giờ bạn phải lấy một mảnh giấy ra, bạn ghi lại là bạn muốn có bao nhiêu tiền, ghi vào tờ giấy, ghi ra. Đấy. Trong lúc bạn ghi như thế thì bạn phải ghi là bạn đừng suy nghĩ gì, bạn ước bao nhiêu bạn cứ ghi ra. Yeah. Ghi thành thật luôn. Bạn ghi thành thật và ghi nhanh. Đừng có, bởi vì nếu không bạn suy nghĩ là lập tức nó lại khác đi, cái con người cũ của bạn nó lôi bạn xuống. Bây giờ hãy để giải thoát con người bạn. Bạn hãy ghi nhanh cái con số đó ra. Đấy. Sau đó bạn ghi là trong thời gian bao lâu để bạn có được cái số tiền đó. Đấy. Sau đó thì bạn sẽ nghĩ xem là làm cách nào để có cái số tiền đó. Và đấy bác vừa nói là một buổi đêm. Một buổi đêm. Thế thì khi bác nghe ông ý khuyên đấy, bác có ngồi dậy bác ghi ra con số? Có. Ngồi ở bàn làm việc ấy, thì lúc đấy tôi cũng, bác cũng ghi. Lúc ấy mình cũng nghĩ là thôi thì cũng chả mất gì. Đấy. Không ai đánh thuế giấc mơ. Ước, thì mình ước luôn. Là mình ghi 100 cây vàng. Mặc dù là đang nhiều, không có đổi một lúc cây. Lúc chưa có một cây, cứ ghi 100 cây đã. Ghi vào tờ giấy 100 cây vàng. 100 cây vàng. Đấy. Xong rồi họ ghi là bao nhiêu năm để có số này. Thế mình ghi là trong 10 năm. 100 cây vàng lúc đó là có thể một cái nhà mặt phố ở Hà Nội nó khoảng 10 cây thôi. Tức là 100 cây mua được 10 cái nhà mặt phố. 10 cái nhà mặt phố. Và bác đặt mục tiêu trong 10 năm. 10 năm. Đấy. Mày không? Hãi. Nhưng vì mình thấy trong này nó dặn. Ông ấy dặn là cứ viết đi. Mặc dù xung quanh là nghèo lắm. Không biết gì. Cứ viết đi. Như 10 năm. Xong sau đó. Ông ấy trong này cũng dặn. Là vậy thì bây giờ bạn hãy ngồi. Bạn ghi cái số thu nhập của bạn hiện nay. Tức là tiền lương gì ạ? Tiền lương, tiền thu nhập của bạn. Sau đó thì bạn so cái thu nhập hiện nay với cái mục tiêu mà bạn đặt ra này. Nếu hai cái nó khá gần nhau, trong 10 năm mà cái thu nhập của bạn nó gần đạt được thế này rồi thì chúc mừng bạn. Bạn đang đi đúng hướng. Đi đúng hướng. Còn nếu nó khác thì bạn phải suy nghĩ. Thế hôm đấy mình cũng ngồi mình kê hết những cái có thể. Xong rồi chia trong 10 năm ra thì mình thấy là để đạt được cái mục tiêu mình đề ra này nó mất khoảng 200 năm. Rồi. 200 năm để có 100 cây vàng. 100 cây vàng. Dạ. Nếu cứ tiếp tục như thế. Dạ. Thế là cái đêm hôm đấy là mình thức suốt đêm. Là mình ngồi mình cứ bần thần. Là mình thấy là như vậy là giữa cái mong muốn của mình và cái hiện tại là nó cách quá xa nhau. Và như vậy chắc chắn là mình không thể ở đây được. Đấy, thế là từ hôm đấy là cái sự gắn bó với nhà máy là giảm dần. Giảm dần cái động lực. Chắc là mình không thể ở đây để được rồi. Để đi tìm một con đường mới. Để tìm con đường mới, không biết nó là chỗ nào. Dạ. Thế nhưng mà chỉ biết chắc là không thể ở đây tiếp. Cháu muốn dừng lời bác thế này. Tức là trong cái bối cảnh mà thật ra thời đó đó, ai cũng an toàn, ai cũng cầu toàn, ai cũng muốn là có một cái chỗ nó ổn định, thì chỉ riêng việc nghĩ là mình muốn bứt ra thôi, cháu nghĩ là bản thân cái ý nghĩ đấy thôi đó đã là rất đột phá đấy. Đúng rồi. Đã, chứ không phải lúc đấy ai cũng nghĩ như thế đâu. Đúng rồi. Đấy, mình làm đấy đang rất là ổn định nếu theo con mắt của nhiều người. Của nhiều người. Đúng rồi, vì mình học đúng ngành nghề ra, làm đúng công việc. Đấy. Lúc đấy nhà máy điện Thời Đại đang là một nhà máy lớn, nhiệt điện lớn nhất Việt Nam. Thế còn nghèo như bác nói là cả xã hội nghèo rồi. Tất nhưng cả. Mình ổn định trong cái nghèo đấy. Chính xác. Đây là bác đọc cái cuốn sách này và sau đêm hôm đó bác nghĩ rằng là phải bứt ra. Đúng rồi. Vì là mình thấy rằng là rõ ràng là cái mong muốn của mình và cái hiện thực nó đang chênh nhau quá. Thế còn bây giờ đi đâu thì chưa biết. Đấy. Thế nhưng mà cái cuốn sách này nó làm cho mình thức tỉnh. Và nó là một khúc ngoặt để cho mình từ hôm sau là mình có một cái quyết tâm là sẽ phải tìm cách rời khỏi nơi đây. Và đi tìm một cái bến bờ mới, mặc dù chưa biết nó là cái bến bờ nào. Đấy. Mà cái lúc đó đi tìm ý, là mình cũng phải chấp nhận mạo hiểm. Chấp nhận mạo hiểm. Chứ đi tìm mà đâu có đảm bảo chắc chắn là thành công đúng đâu. Đúng rồi, không biết. Chưa biết làm gì. Lúc đấy thì đầu tiên là muốn
rời khỏi nhà máy thì nó ở tận là Hải Hưng. À, Hải Hưng mà thì... bây giờ là tách tỉnh rồi là Hải Dương. Hải Dương đó. À, thì sau đó là cái bước mình xin một bước là chuyển đổi từ nhà máy là xin đi lên Hà Nội để học cao học. Để có một cái thời gian đi lên Hà Nội và tách rời khỏi nhà máy để suy nghĩ tìm cái hướng đi nào. Đấy, thì họ lại lên Hà Nội để tìm. Xong rồi cứ dần dần làm rất là nhiều thứ. Thế nhưng mà trong này ông có dặn một cái là cái việc mà bạn định suy nghĩ, định làm giàu ấy, là bạn phải có một cái quyết tâm rất là đặc biệt. Và lúc đấy bác vẫn nhớ là tất cả những cái mong ước của mình ấy, là mình ghi lên một cái card. Đấy, là thời gian bao lâu, số tiền từng nào. Đấy. Và trong này ông dặn là cứ buổi sáng sớm đọc. Đấy. Lúc nào rảnh trong ngày là đọc. Đêm trước khi đi ngủ đọc. Đấy. Và mình nhớ cái tấm card ấy, sau đọc nhiều mình phải ép plastic nhét trong ví. Mình cứ làm theo. Trong này là ông ấy dặn là bạn để có, đây là một những suy nghĩ mới và ông ấy nói rằng con rất nhiều người làm cách này nó đã thành công rồi. Bạn đừng có suy nghĩ gì. Tôi cứ bảo là bạn cứ quy trình thế mà làm. Đấy. Bởi khi nó ám ảnh bạn thì ông ấy tin vào cái năng lực, nó gọi là cái, nó giống như là cái con người bên trong của bạn, nó mới chỉ được ra cho bạn cái lối đi. Chứ còn nếu con người mà thuần túy lý trí của bạn, nó không nghĩ ra đâu. Đấy. Thế mà muốn cho cái con người bên trong của bạn ấy, nó cái bản năng của bạn ấy, làm thì bạn phải giao nhiệm vụ cho nó. Giao nhiệm vụ cho nó bằng cách là cứ hàng ngày đưa cái nhiệm vụ cho nó. Đấy, ví dụ ông thích trồng cây vào, ông cứ phải giao cho nó. Thì nó dần dần trong đấy nó nghĩ, trong lúc bạn ăn bạn ngủ thì cái óc của bạn nó vẫn nhận nhiệm vụ đấy và nó đang nghĩ cách. Sau đó nó bảo bạn và bạn làm theo. Thế thì mình cũng, lúc đấy cũng có biết gì đâu mà cũng có ai tấm gương gì thì cứ thế mà làm theo họ bảo là làm. Thế mình cũng cứ làm theo thế thôi. Và được cái là nó cũng, vì nó nghèo khổ cho nên nó cũng chả có cái gì để mà phải níu giữ mình cả. Nên là chứ cái gì cũng làm được. Thế là sẽ cứ làm đấy và cứ đi theo những cái như vậy. Cháu đang rất tò mò thế này. Vậy thì sau 10 năm, bác Tiến lúc đấy có 100 cây vàng như mục tiêu? Thật ra thì ví dụ chỉ đến năm thứ 3, nhiều khi mình đã nêu một cái mục tiêu mới. Ví dụ lúc đấy năm thứ 3 mình đã nêu là khoảng nếu 10 năm mình phải có 1 triệu đô lúc đấy. Đấy, lúc đấy cũng là ghê gớm. Sau có 3 năm mà bác nâng mục tiêu. Cứ như thế. Nhưng mà nó cũng có một cái nữa. Và sau này là nhiều khi tôi nói với bạn bè là rất là kỳ lạ Việt Nam mình do cái giá nhà đất nó tăng ghê quá. Nhiều khi lúc ấy mình còn đầu tiên mình mua được mảnh đất với một cái nhà. Đấy. Thế xong rồi thì loay hoay có khi mới 5-6 năm thôi. Nó đã lên đến 1 triệu đô. Tức là chưa có là không, cái giá đất nó tăng. Đất tăng. Và trong cái quá trình đến nay khoảng độ 30 năm sau thì mình mới thấy là 100 cây vàng lúc đó có thể mua 10 cái nhà mặt phố. Thì 100 cây vàng bây giờ chỉ mua được một căn hộ. Bạn lên Sipucha chẳng hạn, nếu bạn mua một căn hộ gọi là cao cấp vừa, tức là diện tích độ 100 mét thôi. 100 cây vàng, tức là cái giá vàng mất đi như thế. Mất giá. Thế rồi thì 1 triệu đô bây giờ cũng chỉ mua được một cái gọi là biệt thự hay là một cái nhà mặt phố rất bình thường. Đấy. Thế như vậy là bác thấy là cái giá nhà đất Việt Nam tăng rất nhanh. Và cái vàng cũng như đô la cũng mất giá rất nhanh. Đấy, cho nên bây giờ ngồi nghĩ lại lúc ấy là ghê gớm. Nhưng nếu bây giờ có cái số ấy thì chẳng thua gì. Đấy, thưa quý vị, hôm nay thì quý vị thấy rằng là nhân vật của chúng tôi đang nói về câu chuyện vàng, đô la và tiền. Tôi phải nói như thế, cháu phải nói thế bởi vì cháu là một người rất kém về tính toán. Bây giờ hỏi cháu là 1 triệu đô la nhân ra bao nhiêu tỷ tiền Việt là cháu không biết. Nhưng mà thôi thì mặc dù là một người ngoại đạo nhưng cháu nghĩ thế này. Thật ra nghèo quá cho nên khát vọng làm giàu là rất chính đáng. Và làm giàu một cách hợp pháp, một cách đúng nghĩa là con đường mà tất cả chúng ta đều có thể theo đuổi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ không chính đáng nếu như chúng ta làm giàu không hợp pháp thôi. Chứ còn làm giàu hợp pháp thì không có gì mà phải ngại ngần cả. Mà bây giờ thì nhiều bạn trẻ đặt mục tiêu là bạn muốn giàu, bạn có bao nhiêu triệu đô, cháu nghĩ rằng là cũng rất ủng hộ, không sao cả. Nhưng mà bác Tiến có lời khuyên nào không là thế này? Thôi thì viết ra là rồi. Bây giờ các bạn trẻ cũng có thể ngồi trên một cái giấy nào đó,
cũng giống như bác Tiến ngày xưa cũng viết, nhưng mà từ viết đến làm ấy nó khó khăn lắm không bác? Rất khó. Dạ. Vì vậy là ở đây họ luôn trong này ông có đề nghị rằng là bạn phải có thời gian trong bao lâu và bạn định trả giá thế nào cho cái mục tiêu đấy. Phải lường ra cái giá phải trả. Lúc đấy bác có lường không ạ? Có. Đấy là mình sẵn sàng, mình để đạt tới mục tiêu mình sẵn sàng mình từ bỏ tất cả những gì mà cảm thấy như là đấy, ví dụ rời bỏ một cái nhà máy hay rời bỏ cái nơi công an việc làm, chấp nhận hoặc bảo hiểm. Chấp nhận ngay. Nếu làm một cái việc A này mình thấy thu nhập nó chưa đủ tầm của mình chuyển việc khác ngay. Đấy, thế thì nó liên tục như thế. Và mình trên cái con đường đấy, vì mình nó giống như này là giống như mình có một cái ngọn hải đăng ấy, khi bạn có một cái mục tiêu đó thì giống như ngọn hải đăng mình cứ tiến dần lên như thế. Thì cái ám ảnh này này thì tôi có nhớ tới một cái bài thơ của bác Hồ mà bác năm 40-41 mà bác viết nhật ký trong tù đó. Là bài thơ đấy là một canh hai canh lại ba canh trần chọc năm canh giấc chẳng thành, canh bốn canh năm vừa chợp mắt sao vàng năm cánh mộng hồn quanh. Tức là bác Hồ suốt ngày nghĩ về cái việc một cái lá cờ một cái đất nước Việt Nam nó ám ảnh đến nó ngồi trong tù mà cứ nằm một cái là nó nghĩ ra lá cờ. Đấy. Thế thì sau này nó là cái động lực thôi thúc vào thành điều một nước Việt Nam mới. Thế thì bây giờ là cuốn sách này họ cũng đều nói là các bạn cũng phải đưa cái mục tiêu của các bạn nó phải trở thành cái mức ám ảnh như thế. Đấy. Nó không lớn như giải phóng đất nước hay gì, nhưng ví dụ là bạn đặt vấn đề là bạn mua một mảnh đất từng này, bạn xây một cái nhà có mấy tầng. Họ luôn luôn đề xuất một cái là bạn phải hình dung thật rõ cái mục tiêu của bạn. Đấy. Ngày ấy bác nhớ bác mong ước ở Hà Nội mình sẽ mua một cái mảnh đất 70 m². Đấy. Xong mặt tiền 5 m. Đấy. Xong mình sẽ xây một cái nhà ở dưới để có cái tầng hầm cho ô tô vào. Nhà này ở cạnh một cái hồ. Đấy. Lúc ấy cũng nghĩ là có cái piano. Đấy. Thì lúc ấy cái nghe vì trong này họ dặn là bạn mơ cái gì bạn phải mơ thật rõ. Đấy. Không thể chung chung được. Luôn luôn ám ảnh trong đầu. Không luôn ám ảnh. Nhưng mà sao lại khi mà bác ám ảnh như thế, bác cứ mơ nhiều như thế đó, thì những người xung quanh ví dụ như vợ đi có khó chịu, đôi khi bảo là sao ông không đặt mục tiêu áp lực kinh khủng quá rồi làm khó chịu, có bao giờ như thế không? Thật ra là mình tất cả những cái này thì mình đều là nó là cá nhân nội lực của mình ấy. Mình đều cố gắng là không ảnh hưởng đến mọi người. Đấy, mình chỉ biết là cái mục tiêu riêng của mình như thế thôi. Đấy, thì và mình cứ cố gắng đi theo hướng đó. Thì hôm nay chia sẻ này chỉ để chị thấy nói với Đăng hoặc là các bạn trẻ hoặc những người khác, để tôi thấy bác thấy là những cuốn sách như thế này là rất có tác dụng. Đấy, và mình nếu mình tin tưởng, mình cố gắng mình làm theo là hoàn toàn có kết quả. Đấy, và chính vì vậy ban nãy qua tiếng chuông là mình rất là biết ơn với những cái người thầy, những tác giả như này, những người đã mang cái cuốn sách này. Mà bác cũng đang cũng là người thích sách ấy, thì chúng ta thấy là bác cũng hình dung là nếu không có cuốn sách, nếu không có một cái phát minh về sách này thì những cái hệ tư tưởng, những cái tinh túy của bao nhiêu thế hệ trước thì làm thế nào để truyền đến cho mình bây giờ. Đấy, hầu như là tinh hoa thì dồn vào trong các trang sách. Đấy. Tất nhiên khi đọc rất nhiều sách như thế này thì có khi là mỗi người mình hấp thụ có khi được từng trang, có khi lâu lâu lại đọc được một vài dòng, nó tác động đến mình. Đấy, chứ còn là, cho nên nhiều khi những cuốn sách này mấy chục năm bác vẫn đọc, cứ mở ra đọc đi đọc lại. Bác nói như vậy là có hai cuốn sách mà bác đã chia sẻ. Đầu tiên là một tập thơ, Lá Cỏ, tạo ra một cái chấn động về tinh thần. Và thứ hai là một tập sách lại dạy về làm giàu, mà nhờ đó mà bác bỏ luôn một nhà máy. Bỏ luôn cái công việc an toàn đó để đi tìm đường, gọi là tìm đường cứu mình đây này, cứu cái nghèo của mình đây này. Cháu rất muốn được nghe thêm một cuốn sách nào đó hoặc một khoảnh khắc nào đó thay đổi bác như thế nữa. Một khoảnh khắc nữa nó thay đổi bác chính là một cái cuốn sách là bác đã đọc. Lúc đấy bác nhớ là bác lên trên Hà Nội. Lúc đấy là đã đọc Quyền Làm Giàu rồi. Dạ. À,
đã nung nấu cái ý định đi tìm đường cứu nước đó, cứu nước cứu nhà đó, là nhưng mình lại lên Hà Nội mình học cao học thì rất là hay. Cái công việc của lúc đấy là nó mình đã quen với lại cái đời sống sinh viên đấy, đi học phổ thông này xong vào sinh viên học đại học này xong bây giờ lại học cao học này. Thế nên là trong sách vở đấy, và mình thường xuyên ra Thư viện Quốc gia ở chỗ phố Tràng Thi, mình đọc nhiều lắm đấy. Nhiều hôm là đọc cứ từ lúc thư viện mở cửa cho đến lúc thư viện đóng cửa 8 giờ sáng đến 8 giờ tối luôn. Người ta mở cửa cái là mình vào, xong rồi là đến tận lúc đóng mình mới vào. Tức là gọi là một sách đấy. Sách. Mà nó cứ miên man trong đấy thế. Trong sách vở. Sau đó thì trong một lần mình đọc một cái cuốn sách, mình nhớ là của tác giả gọi là Jim Rohn. Tác giả người Mỹ. Ông ấy viết về cái gọi là trung bình cộng trong cuộc sống. Thì ông ấy nói rằng là cái lý thuyết của ông ấy là bạn ấy sẽ là trung bình cộng của 5 cái người đấy, hay mà bạn hay gần gũi nhất. Rồi thì là trung bình của những cái mà bạn gần gũi hàng ngày. Thế thì khi mình đọc đến cái câu đó ấy, thì lúc đấy là bác đang ngồi trong Thư viện Quốc gia. Thì bác nhìn ra xung quanh mình. Xem những người gần gũi là ai? Những người gần gũi mà mình hay đến là ai? Thế giới của mình đấy. Thế giới đây, quanh mình đây. Thế thì mình mới thấy đây là một cô thủ thư này. Đấy. Xong rồi mấy bác có tuổi đang ngồi đọc chắc là về hưu này. Đấy. Xong rồi mấy bạn sinh viên này. Đấy. Rồi mấy người định làm luận án này. Đấy. Thế thì mình bảo thôi chết rồi. Rõ ràng là mình ngồi nó không đúng chỗ mất rồi. Bây giờ mà mình lại thành trung bình cộng của những người này thì không phải mong muốn của mình rồi. Thì không thể có 100 cây trong mình. Mình nghĩ trong cây này, mình đang theo hướng này. Mà tại sao mình ngồi đây? Đấy. Thế thì lúc ấy mình nghĩ, và rõ ràng mình muốn, nó giống như mình muốn đi kiếm củi. Mà mình lại ngồi đây là toàn cánh đồng lúa. Thì làm sao có củi ở đây được? Đi kiếm củi thì anh phải lên rừng chứ. Tại sao lại ngồi đây được? Thế là lúc đấy, lại lần thứ hai nó giống như cái lúc đọc Quyết Chí Làm Giàu, mình lại ngồi im cả tiếng đồng hồ. Nó cũng lại chấn động. Là mình sẽ phải rời bỏ cái nơi này. Rời bỏ cái nơi sách vở, những cái suy nghĩ hiện nay. Và mình muốn kiếm củi thì mình phải lên rừng. Tức là không làm mọt sách nữa. Không đọc sách nữa. Đã, đi ra thực không, tế. Và đã, phải ra thực tế. Không làm mọt sách nữa. Thế là từ cái giờ phút đấy, hôm sau là không đến thư viện nữa ra. Từ đấy trở đi không đến thư viện luôn. Và bắt đầu đi ra phố, sẽ tìm xem có cửa hàng, cửa hiệu nào. Đấy, mình nhận đi làm bán hàng cho những cửa hàng, cửa hiệu rồi. Xem có ai liên quan đến buôn bán. Và mình xuất phát, mình đi làm. Đấy, từ bán hàng đến là môi giới nhà đất. Nghĩa là bất cứ cái gì liên quan đến kinh doanh và những người kinh doanh. Chứ không đi vào những người sách vở nữa. Cũng không quay lại trường, không quay lại thư viện nữa. Đấy. Sau, bác có nhớ trong mấy chục năm này có quay lại Thư viện Quốc gia đi gọi là thăm nơi kỷ niệm ngày xưa. Đấy. Chứ bảo bây giờ ngồi đấy không ngồi nữa. Nhưng mà cháu muốn tò mò thế này. Đã đành là sau này thì bác hoạt động ở trên thương trường là chính, đúng không ạ? Vì bác là chủ doanh nghiệp. Thế nhưng mà ấy, sách vở nó vẫn phải có một cái ý nghĩa nào đó đối với cái hoạt động thực tế của những người ở trên thương trường chứ ạ? Thật ra có một điều là, thật ra thì bác thấy là tất cả các chủ doanh nghiệp ấy, họ cũng đọc sách rất nhiều. Đúng rồi. Bác bây giờ vẫn thế. Tức là gần như là mình cũng vẫn đọc sách, đọc tin hàng ngày. Đấy, vì thế giới nó luôn luôn thay đổi. Thế thì mình phải luôn luôn cập nhật. Mấy thứ hai nữa là những cái việc như mình đang làm, những điều xảy ra như thế này thì nơi khác họ đã làm lâu rồi. Đấy, kinh tế thị trường ở Mỹ hàng trăm năm nay rồi. Đấy, Việt Nam bây giờ mới bắt đầu. Mà những con đường đi là hoàn toàn như nhau.
Thế còn thì khi mà mình biết tìm kiếm, tất nhiên bây giờ thì có mạng internet, đấy, thì cái cách xem và cách đọc sách nó cũng khác như trước đây, nhưng vẫn phải là liên tục. Và những cái cuốn sách như này bác cũng vẫn gọi là gối đầu giường. Và có thể là hôm nay mình đọc lại và mình có một cái nghĩ mới hơn so với ngày hôm qua. Dạ. Được không ạ? Luôn luôn. À. Nhưng mà cháu thì hỏi thêm một cái tò mò này nữa. Cháu hiểu là ít ra hôm nay là bác Tiến chia sẻ về ba cuốn sách mà chấn động bác, làm thay đổi cuộc đời bác. Nhưng mà vận dụng những cái điều trong sách đó vào đời sống đó, thì cụ thể nó có những khó khăn nào không? Và từ những cái khó khăn, những cái thực tế của bác đó, thì liệu những người trẻ xem chương trình của bác cháu mình có rút ra được những bài học nào không? Thật ra thì trên cái con đường mà đi tìm để đạt những cái ba cái cuốn sách vừa rồi ấy, dạ, thì bác nghĩ nó cũng giống như là những cái nền tảng cơ bản ấy. Đầu tiên là bạn có một cái suy nghĩ đúng, dạ, theo cái sách về lá cỏ đấy, dạ, chính là sách khai phá để cho bác cảm thấy rằng là mình phải là một người độc lập suy nghĩ, đấy. Thứ hai, tư duy độc lập, đấy. Và phải chịu trách nhiệm, đấy. Không được dựa dẫm, cũng không được sợ hãi, đấy là những cái mà, và tầm nhìn nó phải rộng lớn, đấy là cái sách lá cỏ dạy cho mình, đấy. Còn cuốn sách thứ hai mà làm giàu này thì là mình phải có một cái ước mơ rất là cụ thể, phải có một chương trình và sẵn sàng trả giá cho nó và luôn bám theo cái đó. Yeah. Cuốn sách thứ ba thì nói về là cái môi trường. Đấy. Buôn có bạn, bán có phường. Tức là bạn định làm việc gì thì bạn phải tìm đến cái môi trường đó. Và bạn không được chỉ ngồi ước mơ, mà bạn phải là người vừa ước mơ vừa thực hiện. Và bạn phải tìm đến cái môi trường để hoàn thành cái ước mơ đó. Yeah. Trong cái quá trình này ấy, thì nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Yeah. Và rất nhiều thất bại. Đấy, là thất bại, đúng không? Rất nhiều thất bại. Đấy. Thế thì mỗi một lần như thế thì là mình lại phải có một cái động lực nào đó. Thì trước đây cứ mỗi một lần khó khăn thì bác lại nhớ tới những cái thời điểm mà khó khăn nhất mà mình đã vượt qua được. Tức là khi mình đang khó khăn thì mình nghĩ đến một cái thời khó khăn hơn. Khó khăn nhất trước đây. Mà mình đã vượt qua được rồi. Đấy. Làm động lực. Đấy, làm động lực. Đấy. Thì bác lại nhớ tới những cái năm đó, thời kỳ mà bác cho là khó khăn nhất mà bác cảm nhận được. Nó rơi vào năm 1972. Lúc đấy là bác ở trên cái khu ga Lưu Xá của thành phố Thái Nguyên. Tháng 12 năm 1972 là những năm tháng đó là xảy ra cái trận Điện Biên Phủ trên không. Lúc đấy thì bác lên Thái Nguyên làm gì ạ? Vì bà cụ nhà mình là làm ở bệnh viện khu gang thép Thái Nguyên. Mình là đi theo mẹ ở trên bệnh viện khu gang thép Thái Nguyên. Thế thì cái bệnh viện khu gang thép Thái Nguyên nó nằm ngay cạnh cái ga Lưu Xá. Mà ga Lưu Xá lúc đấy là trọng điểm ném bom của Mỹ. Trúng bom. B-52. B-52. Năm đấy, năm 72. Là vì ga Lưu Xá là nơi tiếp nhận tất cả những cái viện trợ. Đấy, từ Trung Quốc, từ Liên Xô đi qua biên giới, đi lên đây, đưa lên tàu, sau đó trở vào Nam. Cho nên ở đây là trọng điểm ném bom. Em bác nhớ là tháng 12 năm đấy là sau một cái trận giải thảm B-52, thì mình đã đến cái khu bệnh viện cũ. Lúc ấy là bệnh viện mới thì đi sơ tán ở rất xa, quay trở lại bệnh viện cũ là tan nát hết. Tan tóc. Tan mất, đấy. Tan nát hết cả. Để mà mình đứng cả một cái khu như thế. Lúc đấy là bác bao nhiêu tuổi ạ? Lúc đấy là mình 12 tuổi. Thì bác quay lại chỗ đấy để làm gì lúc đấy? Những năm tháng ấy là đã chiến tranh rất là nhiều. Dạ. Mình lúc đấy là nhiệm vụ là đi tìm chất đốt cho gia đình. Mình cứ nghe ở đâu một bom, một nhà cửa đổ gãy là đến để gọi là kiếm củi. Đi từ sơ sơ tán, đạp cái xe lên đấy, nhìn thấy nhà cửa đổ, chặt lấy mấy củi mang về. Không sợ. Lúc đấy còn nhìn thấy cả tay chân, còn sau trận ném bom còn đang vương vãi. Những cái tay cái chân nó lìa ra. Vẫn còn, rời cả. Chưa kịp thu nhà. Họ chỉ lấy vôi bột, họ rắc rắc lên. Và sau này thì mới biết là hôm đấy là có một đại đội nữ thanh niên xung phong.
đang bốc hàng hôm đó là máy bay hy sinh, và bây giờ dựng lên một cái khu lưu niệm ở đó. Thì mỗi lần sau này gặp khó khăn ấy, bác nghĩ đến những ngày đó, nhớ đến những ngày đó là những ngày gọi là vô cùng tang thương, gian khổ. Thế mà bây giờ nó cũng hồi phục lại, đất nước và mọi gia đình ở thành phố đều hồi phục lại hết, qua được. Thì có nghĩa là không có cái mùa đông nào là vĩnh viễn cả. Đấy, mà sau mùa đông nó sẽ đến mùa xuân. Đấy. Thì đấy là cái trường hợp ở trước đây. Nhưng từ năm 2013, tháng 5 năm 2013, thì cũng có một sự kiện mà nó cũng gây ảnh hưởng đến bác cũng rất lớn. Đó là năm tháng 5 năm 2013 là doanh nghiệp Tôn Hoa Sen có mời một diễn giả người Úc, đó là bạn Nick Vujicic, đến Việt Nam để nói chuyện. Thì Nick Vujicic là lúc đấy là người Úc, và anh ấy là bạn ấy sinh năm 82, nhưng mà sinh ra thì không có chân, không có tay luôn, chỉ có mỗi cái thân người này. Thế mà Nick Vujicic cũng vươn lên, có nhiều lần định tự tử, nhưng sau cũng vươn lên, học hết phổ thông, rồi học được 2 bằng đại học. Sau này thì còn đi truyền cảm hứng, năng lượng sống cho tất cả mọi người. Rồi bản thân Nick Vujicic sau này lấy vợ, một cô vợ rất là xinh đấy, mà chủ động lấy vợ rất là xinh, bây giờ có 4 người con. Và bây giờ vẫn là chủ doanh nghiệp, vẫn đi nói chuyện, truyền cảm hứng cho tất cả. Tức là lúc khó khăn bác nhìn vào những người như thế. Thì từ những năm đấy thì bác thấy rằng là nếu mà tất cả những khó khăn mà mình gặp phải thì không thể so sánh được với Nick Vujicic. Bởi vì nếu một ai đó cuộc đời mà có lẽ là bất hạnh nhất, gọi là bất công nhất, còn được ông trời gọi là trao cho những cái vận rủi ro nhất, thì đấy là Nick Vujicic thôi. Làm thì chúng ta thiếu một tay, chúng ta đã biết thế nào, đằng một cái người từ lúc sinh ra đã không chân không tay luôn, thế mà họ vẫn sống, họ làm việc, họ vẫn có năng lượng, họ truyền đạt cho mọi người, họ xây dựng được một gia đình hạnh phúc, và họ vẫn sống tốt với tất cả. Thế thì mỗi một lần bây giờ mà gặp khó khăn thì chỉ cần nghĩ tới như Nick Vujicic là tự nhiên mình thấy rằng là mình có thể khắc phục hết. Và vì là những người kia, các bạn ấy khó khăn gấp bao nhiêu lần các bạn còn vượt qua được. Cháu thấy rằng là đây là một phương pháp phải nói rằng là cực kỳ chính xác. Những người trẻ đó, mà cháu vài năm trước khi mà cháu khó khăn ấy, thì cháu bị một cái vấn đề mà nhiều người cũng sẽ bị một vấn đề là tuyệt đối hóa cái khó khăn của mình, tưởng rằng là mình đau như thế, mình khổ như thế là khổ nhất thế giới. Nhưng mà bác Tiến vừa nói đến một cái phương pháp vượt khó mà cháu cũng áp dụng trong quá trình mà tư vấn tâm lý, đó là đừng tuyệt đối hóa khó khăn của mình. Nếu như mình nhìn vào khó khăn của người khác, ví dụ như là Nick Vujicic như bác nói, hay là ví dụ như thầy Nguyễn Ngọc Ký ở Việt Nam chúng ta, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cứ tự tuyệt đối thổi phồng cái khó khăn của mình lên thôi, chứ nhìn vào họ chúng thấy là mình chưa là gì đâu. Và quả thật đấy là một cách để mà mình vượt khó thành công. Cho nên là hóa ra là từ trang sách đến những bài học của đời sống thì bác Tiến đã chia sẻ, và cháu tin rằng là những cái chia sẻ ngày hôm nay đó là rất có ích đối với những bạn trẻ đang xem chương trình của hai bác cháu. Trước khi chia tay khán giả thì từ những cuốn sách gây chấn động của mình đến những chia sẻ về cách thức vượt khó của mình trong thực tế đó, không biết bác còn muốn nhắn nhủ thêm hay là chia sẻ thêm điều gì nữa không ạ? Mình muốn nói tới là một cái niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Đấy, thì mọi người đều phải có một cái niềm hy vọng đó. Cái niềm hy vọng nó sẽ gọi là nó giống như một cái ngọn cờ, một cái ngọn hải đăng giúp chúng ta đang trên biển sóng gió, chúng ta nhìn một cái
ngọn đèn ở trong kia mặc dù đang sóng gió nhưng chúng ta hướng đến. Cho nên là mỗi người chúng ta đều phải nuôi một cái niềm hy vọng về tốt đẹp. Rồi, bác có lại nhớ đến là cái tập thơ từ ấy của Tố Hữu. Năm 17 tuổi, Tố Hữu đã vẽ ra một cái viễn cảnh, một cái viễn cảnh hy vọng tương lai cho một cái cô gái giang hồ trên sông Hương. Đấy. Trong cái bài Cô Gái Sông Hương, đấy. Tức là răng không cô gái sông Hương, đấy. Ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài, thơm như hương nhụy hoa nhài, sạch như nước suối ban mai giữa rừng. Ngày mai gió mới ngàn phương sẽ đưa cô đến một vườn đầy xuân. Ngày mai trong giá trắng ngần, cô thôi kiếp sống đầy thân giang hồ. Ngày mai bao kiếp đời dơ sẽ tan như đám mây mờ đêm nay. Cô ơi tháng rộng ngày dài, mở lòng ra đón ngày mai huy hoàng. Tức là cậu thanh niên 17 tuổi vẽ một cái viễn cảnh cho những cái kiếp đời giang hồ đang rất là gieo neo vất vả, hướng tới một cái tương lai tốt đẹp. Và sau này hoàn toàn đất nước cũng đạt đến một cái tương lai như thế. Cho nên là nuôi hy vọng trong mỗi nuôi người. Hy vọng. Đấy, và một hướng đến một cái tốt đẹp. Thậm chí bác nghĩ là trường hợp xấu nhất là cái chết. Thì mọi người vẫn đang nuôi một cái hy vọng rằng là sang thế giới bên kia sẽ là cõi niết bàn, sẽ là thiên đường, cái cõi đẹp hơn rất nhiều so với cõi này. Thế cho nên nếu phải chết là yên tâm mà chết. Giống như là nhà thơ Tố Hữu khi đã xác định đi làm chiến sĩ cách mạng là có thể sẵn sàng bị bắt, bị bắn vào, bị chết. Cho nên là có cái câu thơ bác vẫn nhớ là vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng, lòng khỏe nhẹ anh dân quê vui sướng, ngả mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành, và trong mơ thơm ngát gió đồng xanh, vui nhẹ đến trên môi cười hy vọng. Tức là khi người ta có một cái lý tưởng, một cái niềm tin thì ngay cả cái chết người ta cũng không sợ, vì người ta nghĩ đến một cái tương lai tốt đẹp. Thế chính vì vậy mà mỗi lần mà khó khăn quá hay gì đấy là bác hay thích có cái bài hát bài ca hy vọng. Bài ca hy vọng của nhạc sĩ Văn Ký. Bài này thì cũng sáng tác, nhạc sĩ đã viết từ năm 1958. Đấy, cái 65 năm rồi. Và cái bài ca hy vọng ấy cũng vẽ lên một cái tương lai của một đất nước. Lúc đấy là đất nước còn phân chia hai miền và đấu tranh vô cùng gian khổ. Cái bài ca hy vọng nó đã là cái niềm gieo và cái niềm hy vọng và cho bao nhiêu lớp người tranh đấu đấy, để có một đất nước hòa bình thống nhất như bây giờ. Đấy, cho nên là và bác nghĩ là cái bài ca hy vọng này chắc mọi người sẽ còn hát mãi, gọi là vì bao giờ còn sống còn hy vọng, còn chiến đấu, còn hy vọng, còn đấu tranh. Trong nhớ một cái câu kết là mùa đông và mây mù sẽ tan. Chính xác. Đúng không ạ? Đúng rồi. Sẽ tan đi và một niềm hy vọng mới của tương lai mới sẽ đến với chúng ta. Đúng rồi. Nhân hôm nay ở đây có một cái đàn piano. Bác Tiến thì vừa nói rằng là bác hay hát bài ca hy vọng. Đúng rồi. Thì bác có thể tặng khán giả bài ca hy vọng để chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay được không ạ? Ok, nhất trí Phan Đăng. Dạ. Đấy. Và mình thì cũng không phải là ca sĩ. thì nó chỉ là cái người gọi là chân thành thôi. Chân thành, yeah. Nghiệp dư thôi. Yeah. Cho nên mình cũng rất là vui cái buổi hôm nay. Dạ. Đấy, và mong rằng là có một dịp nào đó sẽ còn có thể là có những cái chia sẻ tiếp. Và qua những cái buổi như thế này mình cũng hy vọng rằng là thứ nhất là để cho các bạn trẻ bây giờ có thể hiểu hơn về cái thế hệ cha anh trước đây đã suy nghĩ, đã phấn đấu như thế nào. Thứ hai là yêu quý những cái cuốn sách, trân trọng nó và dùng nó làm cái động lực và cái đòn bẩy cho mình. Bởi vì người ta có nói sách như là con đường, nếu các bạn biết sử dụng sách thì đấy là con đường tắt nhanh nhất để đi tới thành công. Đấy, cho nên các bạn hãy đọc sách, hãy yêu sách và hãy chọn lựa, hãy cho những cái gì nó phù hợp với mình. Vậy. Thì lúc đó là nó sẽ là một cái phương tiện rất là tốt để đưa chúng ta tới những cái thành công cũng như là một cái an yên trong cuộc sống. Vậy. Giống như cái kênh của Phan Đăng. Vậy. Có rất nhiều bài mình thích là sao cho cái tâm nó an yên nữa. Cho cảm ơn bác. Và đọc sách
để cũng hướng đến một cái niềm hy vọng cho tương lai sáng đẹp hơn ngày hôm nay. Bây giờ thì cháu xin mời bác hát bài ca Hy Vọng ạ. Được, xin mời bác. Vâng, cảm ơn bác. Cháu cảm ơn bác ạ. Thưa quý vị, mùa đông và mây mù sẽ tan. Hy vọng đấy cũng là một thông điệp để mà gửi đến tất cả những quý vị đang xem cuộc trò chuyện của hai bác cháu chúng tôi. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng với thông điệp ấy, với những nốt nhạc mà nhân vật của chúng tôi vừa gửi đến, quý vị sẽ vượt qua những khó khăn trắc trở trong cuộc đời mình. Và quý vị hiểu rằng mùa đông ở lại phía sau, ánh sáng luôn luôn chờ đợi chúng ta ở phía trước. Xin chào và hẹn gặp trở lại vào những chương trình tới đây.